Chào mừng các bạn đến với chương trình giới thiệu kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ điều hành tour theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam VTOS. Chương trình này giới thiệu những kỹ năng nghiệp vụ cơ bản cho nhân viên điều hành tại các hãng lữ hành Việt Nam hoặc cơ sở tương tự, có trách nhiệm đặt chỗ, giữ chỗ và thu xếp các chương trình du lịch cho khách quốc tế đến Việt Nam và khách nội địa. Một nhân viên điều hành chuyên nghiệp, ngoài việc chuẩn bị làm việc tại văn phòng tốt, cần phải trang bị cho mình các kiến thức chung về du lịch và các hãng lữ hành, kiến thức về các điểm đến, kiến thức về sản phẩm và các nhà cung cấp. Đây chính là những điều kiện cơ bản nhất để có thể làm việc hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Bên cạnh đó, nhân viên điều hành cần phải rèn luyện các kỹ năng công việc từ khâu tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách, thực hiện việc đặt giữ chỗ, xử lý các yêu cầu thay đổi, hoãn, hủy, lên chương trình chi tiết bàn giao cho hướng dẫn viên, kiểm tra và xử lý các phát sinh cho đến việc nhận trả tour, lưu hồ sơ khách hàng, chăm sóc khách hàng và kết thúc một quy trình làm việc. Nếu nhân viên điều hành trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng kể trên, họ có thể tự tin hoàn thành tốt nhiệm vụ và giảm thiểu tối đa những sai sót trong công việc, đảm bảo tính hiệu quả và xây dựng uy tín cho mình cũng như cho hãng lữ hành. Để có thể đáp ứng yêu cầu của một nhân viên điều hành chuyên nghiệp, bạn phải có một chuẩn bị tốt cho ngày làm việc. Luôn tự chuẩn bị cho mình để đáp ứng các tiêu chuẩn về ngoại hình cá nhân, có mặt tại nơi làm việc đúng giờ với trang phục hoặc đồng phục chỉnh tề. Hãy luôn nhớ rằng bạn chính là đại diện cho hình ảnh của hãng. Bố trí sắp xếp bàn làm việc một cách ngăn nắp gọn gàng, đảm bảo bạn có đủ trang thiết bị cần thiết cho công việc. Luôn duy trì việc ghi nhật ký và làm việc, cập nhật lịch làm việc để có thể kiểm tra và theo dõi công việc. Ưu tiên xử lý công việc theo mức độ quan trọng của từng đầu việc. Bạn cũng cần trang bị cho mình kỹ năng phối hợp làm việc theo nhóm, khả năng tự vận hành các thiết bị trong văn phòng, am hiểu và tuân thủ các quy trình và quy định của hãng trong giao tiếp với khách hàng và giao dịch với các nhà cung cấp. Một trong những kiến thức quan trọng của nhân viên điều hành tour là kiến thức về các điểm đến du lịch của Việt Nam. Chỉ bằng cách nắm vững những kiến thức này, chúng ta mới có thể tự tin cung cấp những thông tin đầy đủ nhất, những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Đây chính là cách giúp chúng ta tạo dựng lòng tin của khách đối với hãng. Để làm việc tốt, nhân viên điều hành cần có kiến thức chung về du lịch, hoạt động lữ hành, các nhà cung cấp dịch vụ và các thuật ngữ chuyên ngành. Bên cạnh đó, việc nắm rõ và hiểu tác động về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường của du lịch Việt Nam, các thống kê về thị trường khách du lịch quốc tế và nội địa cũng như mục đích du lịch tại Việt Nam của khách giúp nhân viên lữ hành làm việc tự tin hơn, hiệu quả hơn. Thêm vào đó, kiến thức về các sản phẩm du lịch hiện tại và xu hướng trong tương lai, luật du lịch cũng như các quy định liên ngành sẽ giúp nhân viên điều hành định hướng được công việc của mình và xác định mục tiêu phấn đấu cho bản thân. Nhân viên điều hành phải có kiến thức tốt về các điểm du lịch của Việt Nam thông qua việc tự đọc, nghiên cứu và tích lũy kinh nghiệm trong công việc. Kiến thức về điểm đến bao gồm các điểm du lịch chính của Việt Nam, các điểm thu hút đặc biệt, phương tiện vận chuyển, lịch sử, văn hóa, địa lý của địa phương, các dịch vụ sẵn có tại các điểm du lịch, các vấn đề liên quan đến an toàn và sức khỏe của du khách. Vạn vật luôn biến động và thay đổi, những thông tin về các điểm đến cũng thay đổi theo thời gian. Vì vậy, việc cập nhật thông tin thường xuyên là điều thiết yếu đối với một nhân viên điều hành. Thông tin càng sâu, càng chính xác, càng thể hiện tính chuyên nghiệp của bạn. Căn cứ vào những kiến thức về điểm đến, hãy cung cấp những thông tin chính xác và cập nhật cho khách để giúp họ có những quyết định hợp lý. Để có thể làm tốt được công việc của nhân viên điều hành, bạn cần phải có kiến thức về sản phẩm du lịch của hãng mình cũng như của các hãng lữ hành cạnh tranh. Có thể là các chương trình chọn gói hoặc các dịch vụ đơn lẻ, các chương trình khuyến mãi cùng với các mức giá áp dụng theo các thời điểm khác nhau đối với từng đối tượng khách hàng riêng biệt. Sản phẩm du lịch có thể là một hoặc nhiều dịch vụ kết hợp tùy theo yêu cầu của từng đối tượng khách hàng.
mỗi loại dịch vụ cấu thành trong sản phẩm du lịch sẽ có các nhà cung cấp khác nhau và thông thường hãng lữ hành sẽ ký hợp đồng cụ thể với từng nhà cung cấp, trong đó quy định các chi tiết về sản phẩm cung cấp và điều kiện ràng buộc. Nếu bạn có kiến thức sâu về sản phẩm và nhà cung cấp thì bạn sẽ có lợi thế trong công việc và dễ dàng tạo dựng được lòng tin với khách hàng. Các yếu tố liên quan tới sản phẩm du lịch bao gồm phương tiện vận chuyển, các cơ sở lưu trú, các đơn vị dịch vụ ăn uống, hướng dẫn viên, giải trí và các dịch vụ hỗ trợ khác như giáo dục, y tế, v.v. Vận chuyển là một dịch vụ then chốt trong du lịch do có tính chất di chuyển từ điểm này đến điểm khác của du khách. Vận chuyển bao gồm vận chuyển hàng không, vận chuyển đường bộ, đường sắt, đường thủy và các phương tiện vận chuyển khác. Các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển thường cung cấp trước cho các hãng lữ hành về lịch hoạt động, bảng giá cũng như các thông tin về dịch vụ của mình. Tuy nhiên, bạn còn phải trau dồi cho mình thêm kiến thức về khả năng sử dụng các thông tin sẵn có này để phục vụ cho công việc của mình và tư vấn cho khách hàng. Bạn đừng bao giờ quên kiểm tra các điều khoản ràng buộc do các nhà cung cấp đưa ra khi thông tin cho khách hàng như điều kiện, hoãn, hủy hay thay đổi, v.v. Đối với du khách, cơ sở lưu trú tại điểm đến là một trong những yếu tố chính mà họ quan tâm khi đưa ra quyết định đi du lịch. Cơ sở lưu trú bao gồm hệ thống các khách sạn, các khu du lịch với các tiêu chuẩn khác nhau. Nhân viên điều hành cần nắm rõ thông tin về các nhà cung ứng dịch vụ lưu trú và chi tiết về các dịch vụ của họ như địa điểm, số buồng, loại buồng, tiêu chuẩn và giá cả, các chương trình giảm giá hoặc hoa hồng cho hãng, v.v. Bằng cách nắm rõ những thông tin trên, bạn sẽ có thể đưa ra những bảng chào giá và dịch vụ chính xác, đáp ứng một cách tốt nhất những yêu cầu từ khách hàng. Ăn uống là một nhu cầu cần thiết trong cuộc sống con người và đương nhiên đối với du khách, đây là một phần không thể thiếu. Khách có thể đặt hoặc không đặt dịch vụ ăn uống qua hãng lữ hành, nhưng khách luôn yêu cầu có được thông tin về dịch vụ này. Với tư cách là một nhân viên điều hành thực hiện và cung cấp thông tin theo yêu cầu của khách, bạn cần phải biết được các nhà hàng, quán bar, cà phê, địa điểm và các dịch vụ cung cấp, thực đơn các loại, giá cả và các đầu mối liên hệ đặt dịch vụ. Hướng dẫn viên là những người trực tiếp tiếp xúc và xử lý những yêu cầu của khách trong suốt chuyến đi, là cầu nối để xóa đi rào cản về ngôn ngữ và khác biệt về văn hóa cho du khách. Mức độ hài lòng của khách đối với sản phẩm du lịch mà hãng bạn cung cấp phụ thuộc rất nhiều vào trình độ phục vụ cũng như chuyên môn của người hướng dẫn. Bạn phải nắm được chi tiết thông tin và khả năng của từng người hướng dẫn viên, phiên dịch mỗi thứ tiếng khác nhau để có thể bố trí hướng dẫn viên phù hợp với từng đối tượng khách hoặc đoàn khách. Luôn cập nhật thông tin về hướng dẫn viên thông qua các bảng nhận xét đánh giá của khách hàng sau mỗi chuyến đi. Ngoài việc đi tham quan thưởng thức danh lam thắng cảnh, du khách bao giờ cũng có nhu cầu mua sắm, giải trí. Tuy không phải lúc nào khách cũng yêu cầu bao gồm các dịch vụ này trong tour trọn gói, nhưng bạn cần phải biết để cung cấp và tư vấn cho khách khi cần như các điểm mua sắm và xem rối nước, vũ trường và các cơ sở vui chơi giải trí khác. Bạn cần có thông tin chi tiết về các dịch vụ cung cấp tại từng nơi, giá cả và chất lượng cũng như các chi tiết về hoa hồng cho các hãng lữ hành nếu có. Bên cạnh các dịch vụ chính, còn nhiều dịch vụ bổ trợ khác mà một nhân viên điều hành cần nắm được để thu xếp theo yêu cầu của khách hàng khi cần thiết như bệnh viện, ngân hàng, thu đổi ngoại tệ, trông trẻ, câu cá, lặn biển, v.v. Hãy luôn đảm bảo những dịch vụ mà bạn tư vấn cho khách hàng luôn đạt tiêu chuẩn chất lượng tốt nhất có thể được. Bằng việc đáp ứng những yêu cầu đặc biệt từ phía khách hàng một cách tốt nhất, bạn đã góp phần làm cho sản phẩm du lịch của hãng bạn thêm hoàn hảo và tạo sự thuận lợi thoải mái nhất cho khách hàng. Tất cả các kiến thức trên là điều kiện cần cho một nhân viên điều hành tour. Tuy nhiên, điều kiện đủ là bạn cần phải có thêm các kỹ năng để xử lý công việc một cách trôi chảy và hiệu quả. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về các kỹ năng này.
bạn có thể tiếp nhận những yêu cầu từ khách hàng trực tiếp hoặc qua điện thoại, fax, email từ các đại lý bán lẻ, các đại lý bán sỉ ở nước ngoài hoặc trực tiếp từ bộ phận bán hàng hay người quản lý bộ phận điều hành trong hãng. Hãy chú ý lắng nghe đoạn hội thoại sau đây để biết một nhân viên điều hành tiếp nhận yêu cầu đặt dịch vụ cho một đoàn khách từ một phụ trách bán hàng như thế nào nhé. Chào em, công việc thế nào? Dạ, mọi người tốt ạ, cảm ơn anh. Đây là đoàn mới đặt của Quyên Chưa, em đến đây là dịch vụ cho đoàn này nhé. Dạ, vâng ạ. Anh chờ em kiểm tra lại thông tin về đoàn một chút nhé. Em thấy đoàn này có tổng cộng là 25 khách quốc tịch Đức, có trẻ em không anh? Họ cần tổng cộng là bao nhiêu buồng ạ anh? 12 buồng đôi cộng 1 buồng đơn ạ? Ồ, đoàn này cũng có 25 khách Đức. Đoàn này không có trẻ con mà số lượng buồng người ta yêu cầu là 10 buồng đôi và 5 buồng đơn em ạ. Vâng, em đã ghi lại rồi. Khách sạn thì yêu cầu là 4 sao ở tất cả mọi nơi hả anh? Đúng rồi, mình sẽ đặt khách sạn 4 sao trên suốt tuyến. Dạ. Ưu tiên đặt những khách sạn đã ký hợp đồng với cả công ty và em cũng chọn những khách sạn giá tốt nhé. Dạ, vâng. Chương trình của khách thì tổng cộng là 12 ngày tại Việt Nam. Thì họ sẽ theo chương trình thông thường của mình hay có yêu cầu gì đặc biệt không ạ? Chương trình của khách hàng sẽ không có thay đổi gì so với chương trình cơ bản của công ty mình. Và trong 12 ngày tour thì đoàn sẽ có 3 đêm tại Hà Nội, 1 đêm ở tại Hạ Long, 2 đêm ở tại Huế, 2 đêm tại Hội An, tại thành phố Hồ Chí Minh, 2 đêm ở tại thành phố Cần Thơ 1 đêm. Dạ. Mình sẽ đặt các chặng bay nội địa cho họ hay là họ sẽ tự đặt hay? Không, mình phải tự đặt vé bay nội địa cho toàn tuyến cho khách hàng chứ. Vâng. Em tiến hành đặt vé bay nội địa sớm bởi vì trong thời gian này thì vé bay nội địa rất cao. Dạ. Em hiểu rồi ạ. Đoàn này quốc tịch Đức thì yêu cầu hướng dẫn viên tiếng Đức hay là tiếng Anh hả anh? Hướng dẫn tiếng Đức em ạ. Và vì tính chất của đoàn là đi xuyên Việt rất vất vả, em nên chọn hướng miền Nam. Dạ vâng. Đoàn này có thêm yêu cầu gì đặc biệt không ạ? Hay là đã có danh sách đoàn và giờ đến của họ chưa anh? Yêu cầu cụ thể, đặc biệt thì rất cụ thể, nhưng mình sẽ phải đặt ăn suốt tuyến, đặt ăn toàn bộ cho khách hàng. Dạ. Trong đoàn cũng có 2 người ăn chay. Tại Huế thì mình sẽ phải đặt ăn tối cơm Hương Đình. Dạ. Và tại Sài Gòn, tại thành phố Hồ Chí Minh thì mình sẽ đặt ăn tối trên tàu Sài Gòn. Vâng. Danh sách khách với cả thời gian tới thì sẽ được xác nhận sớm. Khi nào có thì sẽ chuyển cho em nhé. Vâng, em hiểu rồi. Em sẽ đặt dịch vụ rồi xác nhận lại cho anh trong thời gian sớm nhé. Ừ. Cảm ơn em nhé. Vâng, chào anh. Bạn hãy nhớ rằng tất cả các yêu cầu thông tin dù là từ nguồn trực tiếp hay thông qua email, điện thoại, thư tín đều phải được kiểm tra cẩn thận để đảm bảo bạn có đủ thông tin cần thiết để thực hiện chính xác yêu cầu đó. Để có thể xử lý một yêu cầu của khách hàng tốt nhất, bạn phải đảm bảo mình có đầy đủ các thông tin sau: độ dài tour và ngày dự kiến khởi hành, số lượng người trong nhóm, số lượng trẻ em nếu có, tuổi, tiêu chuẩn lưu trú được ưu tiên, số lượng, loại buồng yêu cầu, tiêu chuẩn phương tiện di chuyển trong chuyến du lịch, chi tiết khi đến, máy bay, tàu hỏa, các yêu cầu đặc biệt nếu có, ví dụ người già, người tàn tật, người yếu bệnh, yêu cầu giải trí, vân vân. Yêu cầu về hướng dẫn viên, ngôn ngữ sử dụng, nam hoặc nữ, độ tuổi. Phương tiện liên hệ trả lời được ưu tiên, thư điện tử, số fax, số điện thoại và thư bằng văn bản. Nếu đoàn khách yêu cầu có những thu xếp đặc biệt, hãy đừng quên hỏi thật kỹ những yêu cầu đó cụ thể là gì. Yêu cầu được mô tả càng cụ thể càng tốt. Điều đó sẽ giúp bạn đáp ứng trọn vẹn yêu cầu của khách. Căn cứ vào các yêu cầu đưa ra của khách, nhân viên điều hành tiến hành đặt các dịch vụ có liên quan theo quy trình của hãng, đảm bảo ưu tiên sử dụng các nhà cung cấp có mức giá hợp đồng ưu đãi nhất. Xin mời hãy theo dõi đoạn hội thoại sau đây về tình huống đặt vé máy bay theo yêu cầu khách hàng đưa ra. Xin chào, xin vui lòng cho gặp chị Hải, bộ phận vé đoàn đó. Tôi Hải nghe đây ạ. Chào chị, tôi là Diệu Linh, công ty lữ hành Hà Nội Tourist. Chị vui lòng cho tôi đặt vé cho đoàn 25 khách cộng 1 hướng dẫn viên đi hành trình nội địa. Tổng số chỗ yêu cầu là 26 chỗ. Xin chị cho biết ngày và yêu cầu của chuyến bay. Hành trình Hà Nội Huế ngày 15 tháng 11 chuyến sáng sớm. Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh chuyến trưa ngày 19 tháng 11 ạ. Xin chị vui lòng chờ tôi kiểm tra tình trạng chỗ. Dạ vâng ạ.
Chuyến sáng sớm Hà Nội Huế ngày 15 tháng 11 hiện đang đóng, chỉ còn chỗ trên chuyến bay trưa lúc 11:30, hạng L giá cao hơn hạng M 150.000 một vé. Chặng Đà Nẵng Sài Gòn thì hiện tại vẫn còn chỗ hạng M như chị yêu cầu. Vâng, chị vui lòng giữ cho tôi theo hành trình còn chỗ như chị vừa nói, tôi sẽ gửi fax yêu cầu chi tiết. Được rồi, tôi sẽ giữ chỗ trên các chuyến bay này. Sau khi nhận được fax, tôi sẽ gửi lại xác nhận và PNA để tiện kiểm tra chuyến bay. Xin chị lưu ý cho, thời hạn xuất vé là sau 7 ngày kể từ ngày đặt chỗ. Dạ vâng, cảm ơn chị. Tôi sẽ đề nghị khách hàng xác nhận và yêu cầu xuất vé trước thời hạn ạ. Dạ vâng, chào chị. Dạ, chào chị ạ. Đối với dịch vụ đặt vé máy bay, bạn luôn phải lưu ý về hạn đặt chỗ và giá vé, thời hạn xuất vé cũng như điều kiện kèm theo của vé. Luôn đưa ra yêu cầu chính xác về số lượng, danh sách, ngày bay, chuyến bay và các thông tin chuyến bay quốc tế đến và đi đối với các trường hợp đặt vé đoàn. Còn sau đây là một tình huống đặt buồng khách sạn. Alo, xin chào, khách sạn Sun Way phải không ạ? Cho tôi gặp bộ phận đặt buồng. Dạ, bộ phận đặt buồng xin nghe. Xin chào, tôi là Diệu Linh, công ty lữ hành Hà Nội Tourist. Chị vui lòng kiểm tra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 11, mình còn 15 buồng không ạ? Dạ, chị cần loại buồng gì ạ? Tôi cần 10 buồng đôi và 5 buồng đơn. Xin chị vui lòng chờ một chút. Rất tiếc, trong thời gian yêu cầu, chúng tôi không đủ buồng, chỉ còn lại 4 buồng, chị có muốn đặt không ạ? 4 buồng thì không đủ cho đoàn của tôi rồi, vậy tôi sẽ gọi lại sau. Cảm ơn chị ạ. Dạ vâng, chào chị. Chào chị ạ. Alo, xin chào, khách sạn Fortuna phải không ạ? Cho tôi gặp bộ phận đặt buồng. Dạ, bộ phận đặt buồng xin nghe. Xin chào, tôi là Diệu Linh, công ty lữ hành Hà Nội Tourist. Chị vui lòng kiểm tra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 11, mình còn 15 buồng không ạ? Chị cần loại buồng gì ạ? Tôi cần 10 buồng đôi và 5 buồng đơn. Xin chị vui lòng chờ máy. Vâng ạ. Trong thời gian trên, chúng tôi còn buồng nhưng chỉ còn buồng hạng sang với mức giá là 140 đô một đêm. Vâng, cảm ơn chị. Tôi sẽ gửi fax đặt buồng sang. Xin chị vui lòng cho biết tên ạ. Tôi tên là Nga. Tôi sẽ gửi lại xác nhận sau khi nhận được fax của công ty. Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ vâng, chào chị. Chào chị ạ. Bạn có thể điện thoại trước tới khách sạn để kiểm tra tình trạng sẵn có của buồng theo yêu cầu khách đưa ra. Nhưng hãy nhớ rằng, tất cả những yêu cầu đặt hoặc giữ chỗ cần được thực hiện và xác nhận bằng văn bản một cách chi tiết, đúng như yêu cầu của khách về các loại buồng, thời gian ở, các yêu cầu đặc biệt khác nếu có. Những phiếu đặt hoặc giữ chỗ phải sử dụng theo mẫu của hãng và có thể được gửi qua fax hoặc email cho cơ sở cung cấp dịch vụ. Luôn yêu cầu cơ sở lưu trú xác nhận lại bằng văn bản để làm cơ sở theo dõi và lưu hồ sơ đoàn. Nếu có thay đổi về loại hạng buồng khách sạn, cần thông báo lại cho khách và yêu cầu họ xác nhận và chấp nhận sự thay đổi này. Alo, xin lỗi, có phải máy anh Quang không ạ? Vâng, Quang nghe đi ạ. À, chào anh, em là Trang, phòng điều hành của Hà Nội Tourist. Em có một đoàn khách từ ngày 10 tới ngày 22 tháng 11. Anh có thể đi giúp em đoàn này được không? Chờ chút để anh kiểm tra lịch đã nhé. Đoàn này bao nhiêu khách hả em? Đoàn có 25 khách anh ạ. Chương trình đi những đâu hả em? Đoàn yêu cầu hướng dẫn viên xuất tuyến đi từ Hà Nội vào đến miền Trung và kết thúc tại Sài Gòn. Được em ạ. Khi nào anh phải đến nhận chương trình? Anh đến văn phòng nhận chương trình giúp em vào ngày mùng 7. Được rồi, anh sẽ đến. Cảm ơn em. Vâng, cảm ơn anh. Em chào anh. Khi đặt hướng dẫn viên, bạn nên lưu ý lựa chọn trong danh sách các hướng dẫn viên của hãng hướng dẫn viên phù hợp với tính chất của đoàn. Chẳng hạn, đoàn yêu cầu hướng dẫn viên xuyên suốt tuyến, đoàn khách kỹ tính, nam hay nữ, độ tuổi, đoàn có nhiều yêu cầu đặc biệt, vân vân. Ưu tiên sử dụng các hướng dẫn viên được nhiều khách hàng đánh giá cao.
Trong khi đặt dịch vụ, chúng ta cần lưu ý lựa chọn những dịch vụ đúng theo tiêu chuẩn khách hàng đã lựa chọn, nhưng luôn ưu tiên sử dụng các dịch vụ có mức giá ưu đãi nhất mà hãng đã có hợp đồng, đảm bảo có thể phục vụ khách hàng một cách chu đáo và an toàn nhất, cũng như đảm bảo lợi nhuận tối đa cho hãng. Bạn đừng quên xác nhận lại cho khách về dịch vụ đã đặt và yêu cầu thanh toán. Đây là một công đoạn rất quan trọng để đảm bảo các dịch vụ bạn cung cấp sẽ được chấp nhận. Alo, xin lỗi anh Phủ phải không ạ? Em Diệu Linh phòng điều hành đây. Chào em. Chào anh ạ. Em mới gửi xác nhận các dịch vụ cho đoàn Cun Tour qua email cho anh ạ. Anh mới nhận được đây rồi. Vâng, tất cả các dịch vụ đã đều được xác nhận. Tuy nhiên, có một số điểm anh lưu ý báo cho hãng như sau. Khách sạn ở Sunway hết buồng rồi, em đã đặt khách sạn Fortuna thay thế. Rồi. Bữa ăn tối đầu tiên tại Huế sẽ ăn cơm cung đình tại nhà hàng An Định Viên. Rồi. Bữa tối cuối cùng chia tay đoàn tại thành phố Hồ Chí Minh được đặt trên du thuyền Sài Gòn ạ. Cảm ơn em, anh sẽ lưu ý các điểm đó khi gửi thư cho hãng. Một vấn đề nữa là vé máy bay chặng Hà Nội Huế không thể đặt được chuyến sớm, phải chuyển sang chuyến trưa và phải đặt hạng L. Như vậy mình sẽ phải trả thêm 150.000 một khách. Chặng Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh đã được đặt chuyến bay theo chương trình. Anh lưu ý với hãng là phải xác nhận và chuyển tiền đặt cọc trong tuần tới vì hạn xuất vé là ngày thứ 6 tuần sau ạ. Được rồi, anh sẽ yêu cầu hãng xác nhận và chuyển đặt cọc trước thời hạn trên. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Em chào anh ạ. Một yêu cầu đưa ra không phải lúc nào cũng được đáp ứng trọn vẹn mà sẽ có khả năng phải sử dụng các phương án thay thế. Do vậy, nhân viên điều hành luôn phải xác nhận lại các dịch vụ mình có thể cung cấp cho khách hàng kèm theo các điều kiện của các nhà cung cấp. Đừng quên nhắc khách hàng về thời hạn đặt cọc và xác nhận đồng ý sử dụng các dịch vụ mà bạn cung cấp. Bạn cần lưu ý sau khi khách đã xác nhận các dịch vụ đặt trước, vẫn có khả năng khách hủy, hoãn hoặc thay đổi vì nhiều lý do. Trường hợp này xảy ra khá thường xuyên và một nhân viên điều hành cần biết cách xử lý một cách linh hoạt, chính xác và kịp thời tất cả các yêu cầu này của khách. Alo, xin lỗi, anh Phủ phải không ạ? Em Diệu Linh phòng điều hành đây. Anh nghe đây. Em có nhận được thông báo của anh về thay đổi đoàn Cun Tour tháng 11. Vâng, em muốn kiểm tra lại thông tin cho chính xác. Đoàn tăng lên 32 khách nên có yêu cầu đặt thêm 4 buồng nữa, phải không ạ? Đúng rồi, em lưu ý đoàn này trên 30 khách phải đặt thêm xe chở đồ. Em đặt luôn vé máy bay cho các khách mới để đảm bảo họ bay cùng chuyến với đoàn. Vâng, em hiểu rồi ạ. Em sẽ điều chỉnh các dịch vụ cho đoàn này theo số lượng khách mới. Chào em. Vâng, em cảm ơn anh. Em chào anh. Không phải mọi yêu cầu thay đổi, hủy, hoãn của khách đều được thực hiện với chất lượng dịch vụ như đã xác nhận ban đầu, mà có thể sẽ phải sử dụng các dịch vụ thay thế có liên quan đến việc phát sinh, tăng hoặc giảm chi phí. Nhân viên điều hành cần thông báo lại cho khách nếu có thay đổi và yêu cầu họ xác nhận đồng ý sử dụng dịch vụ. Sau khi khách hàng đã xác nhận đồng ý các dịch vụ đã đặt, đã điều chỉnh, công việc tiếp theo của nhân viên điều hành là lên bảng chương trình chi tiết để bàn giao cho hướng dẫn viên và lái xe. Chương trình chi tiết bàn giao cho hướng dẫn viên và lái xe cần bao gồm đầy đủ danh sách và các thông tin liên quan đến khách hàng. Lịch trình gồm điểm đến và giờ đón khách cùng các số điện thoại để liên hệ khi khẩn cấp.
nhân viên điều hành yêu cầu hướng dẫn viên và lái xe nghiên cứu kỹ chương trình và khuyến khích họ đề xuất nếu có thắc mắc. Những yêu cầu đặc biệt của khách hàng cần được mô tả và thông báo đầy đủ cho hướng dẫn viên và lái xe. Chào anh Quang, mời anh ngồi. Lâu rồi không gặp, anh có khỏe không? Cảm ơn, mình vẫn khỏe. Vâng, anh chờ em một chút nhé. Em gửi anh cái chương trình tour của đoàn đi từ ngày mùng 10 tới ngày 22 tháng 11. Anh xem giúp em xem có vấn đề gì không? Cảm ơn bạn. Trong chương trình mình thấy có một số nhà hàng phải thanh toán trực tiếp, thì không biết là có phải cần ghi hóa đơn không, và cái thông tin hóa đơn thì nó như thế nào nhỉ? Anh lưu ý giúp hộ em là trong đoàn mình có hai khách ăn chay, do vậy là khi anh phải kiểm tra dịch vụ nhà hàng để tránh trường hợp sai sót. Còn về hóa đơn ấy, thì chỉ có hai nhà hàng tại Lăng Cô và Hoa Lư là thanh toán trực tiếp, thì em sẽ tạm ứng cho anh. Cái thông tin ghi hóa đơn thì anh ghi đúng như trong này. Thế còn những cái nhà hàng mà không thanh toán trực tiếp thì có cần giấy tờ gì không? Có anh ạ, em cũng đã chuẩn bị sẵn cái phiếu báo khách ở mọi nơi, thì anh xem đã đủ chưa ạ? Có vấn đề gì không ạ? Đủ rồi em ạ, cảm ơn em. Vâng, còn đây là cái bảng tạm ứng tour này. Thư góp ý của khách hàng. Đây là danh sách phân buồng khách sạn. Anh lưu ý trong đoàn mình có hai khách nâng hạng buồng, cho nên là anh cho họ nhận buồng trước. Mình sẽ lưu ý cái điểm này. Còn có gì lưu ý đặc biệt nữa không bạn? Vâng, thì đoàn của mình ấy là có xe ô tô chở đồ riêng. Do vậy trước khi khởi hành thì anh phải yêu cầu hành khách là kiểm tra hành lý để tránh cái trường hợp thất lạc. Anh chờ em một chút nhé. Em cứ yên tâm. Đây là cái sản phẩm khuyến mại trong tháng, thì anh cũng chuyển tới cho khách hàng của em xem họ có ý kiến gì không. Mình sẽ chuyển. Vâng. Còn kia là một số cái đồ dùng mà em sẽ bàn giao cho anh trước khi nhận tour, thì mời anh qua. Để đảm bảo thực hiện chương trình một cách xuyên suốt và êm thấm, bạn phải kiểm tra toàn bộ các thông tin về đoàn trước khi bàn giao cho hướng dẫn viên và lái xe, và tiến hành bàn giao với đầy đủ các chi tiết bao gồm chương trình chi tiết, voucher, danh sách phân buồng, bảng đón đoàn, bảng tạm ứng đi đoàn, phiếu nhận xét khách hàng, các lưu ý đặc biệt và các số liên lạc khẩn cấp, tập gấp, tờ rơi giới thiệu sản phẩm mới nếu có, quà lưu niệm, nước uống nếu có, các trang thiết bị và vận dụng như micro, cờ nếu có. Việc bàn giao càng chi tiết càng giúp cho hướng dẫn viên phục vụ khách được tốt hơn. Nhân viên điều hành tour cần đảm bảo độ chính xác của tất cả những thông tin trên và cập nhật bất kỳ thay đổi nào từ yêu cầu của khách hoặc khả năng đáp ứng của các cơ sở dịch vụ trong suốt chuyến đi. Đây là bảng đón đoàn tại sân bay. Còn đây là quà tặng của công ty dành cho khách, bao gồm áo và mũ. Mình sẽ kiểm tra lại số lượng cho đúng. Còn đây là nước uống để phục vụ cho đoàn. Tiêu chuẩn của mỗi người là một chai một ngày. Đây là micro cầm tay sẽ rất hữu ích tại những điểm tham quan đông người. Bản chương trình được coi như một bảng chỉ dẫn, là cẩm nang trong suốt chuyến đi cho hướng dẫn và lái xe. Cần chỉ rõ các chủ đề sẽ hấp dẫn khách hàng, các thông tin và số liệu cần rõ ràng và chính xác. Nhân viên điều hành cần cung cấp cho hướng dẫn viên và lái xe bản chương trình này trước chuyến đi một thời gian nhất định để họ có thể nghiên cứu trước khi lên đường. Trên thực tế, không phải lúc nào đoàn đi cũng suôn sẻ từ đầu đến cuối, mà đôi khi có những phát sinh không lường trước được trong quá trình thực hiện. Để đảm bảo khách hàng luôn nhận được sự trợ giúp và hài lòng với dịch vụ mà họ đã mua, nhân viên điều hành luôn phải kiểm tra và xử lý kịp thời các phát sinh. Alo, anh Quang ạ? Em Trang đây ạ. Có một vấn đề cần phải thông báo với khách, đó là ngày mai tại khu vực Biển Đông có bão. Các tàu tại Hạ Long sẽ không được phép ra khơi và đoàn mình cũng không ngoại lệ. Thế à? Nan giải quá nhờ. Thế phải làm sao bây giờ em? Anh cứ thông báo cho khách về tình hình thời tiết. Vì đây là yếu tố ngoại cảnh, mình cũng không làm gì được. Nhưng vì lợi ích của khách hàng, công ty sẽ đổi chương trình cho khách. Họ có thể chọn một trong hai chương trình: tham quan chùa Bút Tháp và làng tranh Đông Hồ, hoặc là làng gốm Bát Tràng ạ.
Được rồi, anh sẽ thông báo với khách và sẽ gọi cho em thông báo về quyết định của họ. Vâng, anh vui lòng cho em biết sớm để em còn đặt nhà hàng cho đoàn. À, anh lưu ý yêu cầu trưởng đoàn ký xác nhận đồng ý với những thay đổi đưa ra nhé. Cảm ơn em. Vâng, hy vọng sẽ sớm nhận được thông báo của anh ạ. Chào anh. Công việc của một nhân viên điều hành không chỉ kết thúc khi bàn giao đoàn cho hướng dẫn, mà bạn còn cần giám sát và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong tour. Để làm tốt việc này, đối với tour có hướng dẫn bạn cần. Yêu cầu hướng dẫn báo cáo tiến trình hàng ngày của tour và về bất kỳ một vấn đề khó khăn nào đã phát sinh hoặc có thể dự đoán trước được. Thông báo cho hướng dẫn biết các cách giải quyết đối với những khó khăn phát sinh. Cập nhật thông tin cần thiết cho hướng dẫn viên nếu có thay đổi, giờ bay, thời tiết, v.v. Giữ một bản ghi bằng văn bản tất cả các báo cáo và hoạt động trong hồ sơ khách hàng. Đối với các tour không có hướng dẫn, cần tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên với các nhà cung cấp dịch vụ, nhận những cú điện thoại khen ngợi hoặc gợi ý từ khách hàng. Giữ một bản ghi bằng văn bản tất cả các báo cáo và hoạt động trong hồ sơ khách hàng. Có một điều cần chú ý đó là, khi xảy ra phát sinh trong mọi trường hợp, phải có thông báo về tình trạng và cách giải quyết cho người giám sát hoặc đối tác của khách. Luôn yêu cầu hướng dẫn viên lấy xác nhận, đồng ý của khách về mọi thay đổi trong tour. Sau khi một tour kết thúc, thì công việc của nhân viên điều hành tour vẫn chưa kết thúc. Nhân viên điều hành cần phải nhận trả tour, trao đổi và tiếp nhận phản hồi của hướng dẫn viên về chất lượng các dịch vụ. Hồ sơ khách hàng và hồ sơ tour phải được tổ chức sắp xếp theo các quy trình của hãng và lưu cùng với các tour đã hoàn tất khác. Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu quy trình nhận trả tour và nội dung một hồ sơ nhận trả tour. Chào Trang, chào Linh. Chào anh Quang, mời anh ngồi. Anh đi về có mệt không ạ? Cũng tương đối em ạ, đoàn đông mà đi dài ngày tất nhiên là cũng hơi khá mệt. Thế đoàn có nhận xét gì không anh? Nhìn chung là tốt, nhưng mà có một số điểm anh nghĩ mình phải điều chỉnh lại với nhà cung cấp. Vâng, anh có thể nói rõ được hơn không ạ? Thứ nhất là bữa ăn cơm cung đình Huế, đoàn mình thì không được mặc trang phục hoàng cung, các đoàn khác thì có. Mình có thể điều chỉnh cho các đoàn sau được không em? Vâng, em sẽ báo cáo lên trưởng bộ phận, chắc là điều chỉnh được thôi anh ạ. Thế còn vấn đề gì nữa không anh? Thứ hai, tàu Cần Thơ quá nhỏ, 32 khách cùng lên một tàu thì rất nguy hiểm. Anh nghĩ lần sau mình nên chia thành hai tàu. Vâng, em cảm ơn về những thông tin của anh và sẽ lưu ý cho những đoàn sau. Đây là những cái hóa đơn, chứng từ anh gửi lại cho em. Dạ vâng, cảm ơn anh. Đây là bảng kê chi tiết tất cả các khoản anh đã thanh toán. Em xem và chuyển cho kế toán thanh toán. Vâng, em sẽ chuyển cho kế toán sớm. Đây là phiếu nhận xét của khách hàng. Đây là xác nhận của trưởng đoàn về thay đổi phát sinh. Đây là cái bảng báo cáo đoàn chi tiết của anh. Em có thể xem chi tiết lại tất cả những cái anh đã trao đổi với em. Dạ vâng. Em sẽ kiểm tra lại toàn bộ chứng từ và chuyển lên bộ phận kế toán để làm thủ tục thanh toán cho anh. Đây là micro cầm tay, anh giao lại cho công ty. Vâng, em xin. Vâng, cảm ơn anh. Hy vọng là chúng ta sẽ hợp tác trong những lần sau. Nếu mà có thông tin đoàn thì em báo cho anh sớm để anh còn chuẩn bị. Bây giờ anh xin phép. Chào anh. Chào em. Một hồ sơ nhận trả tour cần đảm bảo đầy đủ các giấy tờ sau: báo cáo đi đoàn của hướng dẫn viên, bảng kê chi phí đã thanh toán, xác nhận đồng ý của khách đối với mọi thay đổi trong tour nếu có, phiếu nhận xét của khách hàng, cuốn vé tham quan các điểm và các hóa đơn có liên quan, các trang thiết bị vật dụng đã giao nếu có. Một nhân viên điều hành chuyên nghiệp cần tuân thủ những quy trình của hãng về lưu trữ hồ sơ khách hàng. Một hồ sơ của khách hàng cần đầy đủ những giấy tờ như các thông tin chi tiết về khách hàng như tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, các yêu cầu khách hàng đưa ra và các dịch vụ đã được đáp ứng, nhận xét của khách hàng về chất lượng dịch vụ của hãng, báo cáo của hướng dẫn viên du lịch và phiên dịch. Tất cả các bản ghi đều có thể cần đến khi xử lý bất kỳ ý kiến phản hồi nào từ phía khách hàng. Bộ hồ sơ đã đóng này cần được lưu trữ ở một khu riêng biệt. Các hồ sơ cũ phải được chuyển sang các khu vực không quan trọng theo định kỳ. Kết thúc một ngày làm việc, bạn nên lưu ý liệt kê các danh mục công việc hàng ngày, cập nhật các công việc tiếp theo vào nhật ký làm việc.
kiểm tra nhật ký và lịch làm việc của hôm sau để chuẩn bị sẵn thông tin, mức giá, v.v. Hãy kiểm tra khu vực làm việc của bạn để lưu hồ sơ một cách chính xác và khoa học. Và đừng quên thu dọn cho gọn gàng trước khi ra về. Lưu ý tắt máy móc và thiết bị để tiết kiệm điện và đảm bảo an toàn. Tiền mặt và những thứ có giá trị cần được cất giữ an toàn đúng nơi quy định. Bạn vừa xem xong chương trình giới thiệu kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ điều hành tour theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam VTOS. Hy vọng rằng các bạn đã rút ra được những điều bổ ích từ chương trình này để áp dụng cho hãng lữ hành của mình. Xin chào tạm biệt các bạn.